Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì cái clip hôm nay mình sẽ cho các bạn chiêm ngưỡng một cái tài khoản mới level 35 thôi, VIP 1, có cái tên nhân vật là MP Lẹo, mà đã phá được một cái bể hơn 50.000 kim cương và đã thu về được trên 25.000 kim cương luôn. Rất là đẹp trai rồi. Thì cái chủ cái tài khoản này với nickname Facebook là Nguyễn Phong. Đấy. Thì để xem coi 25.000 kim cương thì bạn ấy đã tiêu mất hơn 20.000 kim cương rồi, và bây giờ thì còn 5.400 thôi, và có nhờ mình làm một cái clip quay con trang. Thì trước khi quay thì chúng ta sẽ cùng nhau xem qua cái kho đồ mới trúng bể được vài hôm như thế này để xem có gì không. Mà mình cũng không hiểu sao bạn này trúng bể nhưng mà không liên lạc cho anh Dũng để bán ắc nhỉ. Anh Dũng đang thu mua những cái ắc gọi là thu mua ắc trúng bể ấy để bán lại những cái đồ shop cho anh em thôi. Ở đây, đây là cái mục cường hóa này. Úi trời ơi, vâng, level 35 VIP 1 ạ. Hiện tại ác này bên server miền Bắc 1 nhá. Lúc trước mình đã vào quân trang cái vòng quay ấy, mình cũng thấy cái tên này một lần rồi, trúng bể một lần rồi. Thì ai ngờ là đúng ngay cái bạn này đã inbox cho mình nhờ quay quân trang luôn. Đấy, thì ngay cái trang 1 rồi. Có Demon Carit này, level 9 này. Demon P90 level 7 này, Gatling Gun Dragon này. Thì như bạn ấy đã dùng cái số kim cương mua súng với lại quay quân trang các kiểu rồi. Để có đến khi còn 5.000 mới nhờ mình quay, sao đều thế. Rồi Dragon AK47 này, Fire Dragon này, rồi AWP Dragon, Striker Dragon, Storm Knight, Dark Knight, tiếp theo Black Knight. Hầu như những cái khẩu súng quân trang bạn ấy cũng đang sở hữu khá là nhiều rồi. Khẩu Panic Knight level 5 thôi. Đấy, rất nhiều quân trang chung nữa. VIP 1 mà như thế này thì quá đẹp trai rồi đúng không? Level 35. Thanh niên này cực kỳ may mắn luôn. Thì theo mình nghĩ là những cái tài khoản mà dễ trúng bể là thường là những cái tài khoản cấp thấp và VIP thấp. Còn những cái bạn mà VIP cao với lại level cao thì cái tỷ lệ trúng bể rất là thấp luôn. Không phải là không trúng nhưng mà thấp lắm. Mình sẽ ghép hết. Không được ghép được á? Sao không ghép được nhỉ? Đây, rồi. Ok, hôm nay thì bạn ấy có nhờ mình quay 3.000 kim cương là mình sẽ quay được 6 lần đấy. Để xem 6 lần này được những cái khẩu súng gì nào. Ở đầu tiên mình sẽ mở một phát miễn phí này. AK74 20.000 kim cương. Rồi, phát đầu tiên nhá. Khẩu gì nào? Bạn này chưa lên VIP 8 cho nên là không xem được cái mục khẩu sao. Chưa xem được cái mục chỗ quả lớn. Phát đầu tiên khá là đen. À đủ. Đùa nhau à? Kelly ạ. Bãi trưởng này. What the fuck, sao mình quay cho mình đen thế mà sao còn quay cho người ta toàn được Kelly với lại Mari các kiểu như thế này. Quá đẹp trai rồi. Đậu phộng trôi. Được rồi, phát đầu tiên như vậy là quá là may mắn rồi đúng không? Ui dồi ôi, mặc định luôn, nghĩ nhiều làm gì nhỉ? Đâu rồi? Tay hôm nay sao mình thơm thế nhỉ? Người phát xem nào. Ui thơm thật các bạn ạ. Đây, cường hóa này thêm. Ban đầu mà nhờ mình quay thì lấy được cặp Mary với lại Kelly từ lâu rồi. Chém gió thôi, không ngờ hôm nay cũng khá là may mắn. Rồi thôi, vào quay phát thứ hai luôn nhá. Đâu rồi, đó chà chà, từ khi cái tập kích update 3.0 này, cái giao diện shop, cái giao diện quay quân trang nó khó, gọi là mình cảm giác nó khó tìm lắm. Rồi phát thứ hai luôn, nói nhiều làm cái gì nhỉ? Khẩu gì nào, ra nào. Rồi, một khẩu đua đe nữa, quá thơm, thơm ngon. Clip hôm qua mình quay cho bạn Bro28 thật sự hơi đen. Hôm nay lại quay cho cái bạn này lại khá là may mắn. Ban đầu thì nói chung là nhận những clip quay quân trang này mình cũng khá là ngại, tại vì nếu như mà quay đen thì cũng khá là ngại. Nhưng mà thôi, bạn ấy có lòng thì mình có dạ ấy, mình cũng có quay thôi. Vào clan chưa? Chưa vào clan đấy. Rồi, tiếp theo. Tiếc thế, chưa vào clan quay này tốn điểm active quá. Rồi mình sẽ quay phát thứ hai luôn đi. Đâu nhỉ? Đùa chứ tìm mãi không được. Rồi mình sẽ quay một phát quân trang bé trước này. Rồi tiếp theo là phát thứ hai. Có gì đây? À, phát thứ ba. Ra nào. Ôi, lại gắt linh gan ma. Rồi để xem coi ra khẩu gì nào. Ôi giời ơi. Toàn ngọc ạ. Vật liệu clan 6 cấp bình thường. Chưa vào clan nhưng mà vẫn nhận được cái vật liệu, chắc là có thể tích để sau này mà vào clan này có thể cống hiến được. Ở những cái vật liệu ấy cũng nhiều bạn hỏi mình là để làm gì, thì để cống hiến vào clan nha các bạn. Mình cũng không biết cống hiến vào để mục đích làm gì nữa. Ghép hết mấy cái này thì ra tính sau. Rồi ok. Tiếp theo, phát thứ tư.
Phát thứ tư quay luôn nhá. Quay luôn X10 con Trang Trung, khẩu gì nào. Rồi AK47 rao. Đen bãi trưởng nha, Titan và 451. Ba mảnh đắc cần ai. Rồi trước khi quay phát thứ năm thì mình sẽ vào trong mục cường hóa mình xem coi. Những khẩu súng gì nào, cần những khẩu súng gì để nâng mảnh nào. Mấy khẩu này vẫn chưa khẩu nào đủ mảnh, số tôm này, bao nhiêu mảnh rồi. Ui hồi, bãi trưởng ạ. Không mảnh hết. Bạn ấy toàn quay được khẩu level 7 thôi. Khẩu này mình mới quay được. À đây, tưởng là chưa có khẩu AVKP Dragon cơ. À, phải cần khẩu này này, nâng lên 8 này, max set rồi. Ok, 8 lần quay. À, 8 mảnh nữa. À, hiện tại thì mình thấy trong cái mục cường hóa đó, cái chỗ cái phần mà đổi mảnh ghép ấy đã có thêm một cái chúng ta có thể đổi được thêm cái mảnh Panic Knight. Đấy. Clip này mình biết cũng tình cờ mình đọc được một comment của một bạn ở trên cái clip trước thôi. Cảm ơn bạn đã nhắc nhở cho mình cũng quên test rồi. Lần này mình sẽ quay một phát con trang bé trước. Và lần quay thứ năm sẽ là khẩu gì nào. Quay luôn. Khẩu gì đây. Đồ. Sao hai bắt đầu quay đen. À quay đỏ thế mà sao phát này quay đen thế nhỉ. Rồi Gatling luôn ạ. Ôi vãi trưởng này. Toàn mảnh súng thôi. Rồi có phát quay cuối cùng. Để lại bạn ấy 2.000 kim cương. Rồi quay phát cuối nhá. Lần này thì mình sẽ nhiệm vụ nhận cái này đi. Rồi tìm nào lên. Tìm nào nhận được lên level 35 đây. À xong rồi. Rồi đợi tôi sẽ nhận sau đi. Lần này thì mình sẽ vào bạn bè. Thì ấn thích một người xem như thế nào. Đấy. Rồi, lần này mình sẽ mở một phát X10 con trăng bé trước này. Mở một phát X10 con trăng bé trước. Rồi, phát quay cuối cùng. À, có nhân vật Ren này. Vớ va lơ ngơ lơ ngớ là được Mary chết dở ấy. Rồi, phát quay cuối cùng nhá. Phập luôn. Khẩu gì đây? Chá nào. Phát cuối cùng ra khẩu gì đi. Ô định mệnh Evil 3Z ạ. Hai phát đầu thì rõ là may mắn mà, ba phát sau đen bãi trưởng, bốn phát sau chứ. Rồi thêm mấy mảnh Dragon và Knight nữa. Rồi vậy là xong đấy, 6 lần quay mình tạm dừng thôi. Xem bạn này vòng quay Hezo. Ông này không quay vòng quay Hezo à? Xong quay full vòng lấy mấy khẩu này này. Khẩu Demon bao kiểu ok kìa. Với lại lấy những cái vật phẩm như bóng nước này hoặc là ba lô hai school và mũ hai school. Đội cái set này đẹp phết đấy chứ, đùa không? Thôi, clip này mình cũng xin dừng tại đây thôi. Thì cũng mang về được mỗi khẩu đua DE và nhân vật Mary. À Kelly chứ, ôi nhân vật này mình cực kỳ thích luôn. Đấy, rất là gọi là chuẩn luôn. Rồi ok, thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi cái clip này nha. Xin chào.